sức khỏe và cuộc sống. Thưa quý vị, như Kim Anh cũng đã giới thiệu trong chương trình tuần rồi, thì tuần này chúng ta sẽ đến với một đề tài, đó là phòng cúm trong môi trường làm việc. Thưa quý vị, có thể nói là cúm là một bệnh khá phổ biến, và phổ biến đến mức mà ai trong chúng ta chắc ít nhất cũng phải vài lần mắc phải. Như Kim Anh chẳng hạn, ngày hôm nay thì Kim Anh cũng đang bị cảm đây, cho nên là giọng nói thì hình như cũng nghe có vẻ hơi khàn, và rất mong là quý vị cũng sẽ thông cảm trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, có thể nói là mỗi năm theo con số thống kê thì chúng ta có khoảng từ 5 cho đến 15% số người trên hành tinh của chúng ta bị nhiễm cúm, trong đó thì có từ 3 cho đến 5 triệu trường hợp nặng và từ 250.000 cho đến 500.000 người tử vong. Trong đó thì không ít người nhiễm cúm trong độ tuổi lao động, một thành phần quan trọng nhất trong việc duy trì nền kinh tế xã hội. Đặc tính của bệnh cúm như thế nào, có phương pháp nào để chúng ta phòng cúm hay không, đặc biệt là trong môi trường làm việc đông người, thì trong chương trình ngày hôm nay, chủ đề của chương trình cũng sẽ đề cập đến nội dung này. Và khách mời của chương trình là bác sĩ Hoàng Tương Giao, phòng khám chẩn đoán viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, và chắc chắn với chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ mang đến rất nhiều thông tin cho thính giả của chương trình. Và Kim Ánh cũng xin được thông báo là với số điện thoại 38223285, bất cứ những vấn đề nào liên quan đến việc phòng cúm trong môi trường tập thể mà quý vị quan tâm thì chúng ta đều có thể điện thoại đến số điện thoại này để gặp trực tiếp bác sĩ của chương trình ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì Kim Ánh rất cảm ơn bác sĩ đã đến trực tiếp tại phòng thu và tham gia cùng chương trình, cũng như sẽ tư vấn cho thính giả của chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị Kim Anh. Kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chào chị Kim Anh và các anh chị trong ban biên tập. Dạ, thưa quý vị, bác sĩ Hoàng Tương Giao là bác sĩ của viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, và bác làm ở công việc là ở phòng khám chẩn đoán của viện Pasteur. Và hàng ngày thì đối với công việc của mình, bác cũng rất thường xuyên gặp những cái trường hợp mà bị nhiễm cúm. Đặc biệt trong thời gian hiện nay, như quý vị cũng đã biết, là những cơn bão liên tục vừa qua tại miền Trung, cũng như là những cơn mưa ào ạt đã gây ngập những con đường tại Sài Gòn, hàng loạt trường hợp cảm cúm cũng đã phải nhập viện tại các khoa nhiễm của các bệnh viện cũng như là viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày vừa qua. Đây cũng là một minh chứng cho biết là mùa cúm đã về. Và chắc hẳn là câu hỏi đầu tiên mà thính giả cũng như Kim Ánh sẽ quan tâm trong chương trình ngày hôm nay đối với chủ đề này, đó là nguyên nhân của tình trạng đó là gì, và tại sao cúm được xem là một bệnh có rất là dễ lây lan trong môi trường cộng đồng, môi trường tập thể. Kính thưa quý thính giả, mưa hay nắng, thay đổi khí hậu là một trong bốn yếu tố thuận lợi cho sự lây truyền cúm. Bốn yếu tố thuận lợi đó là: thứ nhất là khí hậu ẩm và lạnh, thứ hai là môi trường sống không có thông thoáng, và thứ ba là chúng ta di chuyển trên những phương tiện công cộng đông đúc, và thứ tư là lây truyền do đi lại từ quốc gia này đến quốc gia khác. Chẳng hạn như là chúng ta đi du lịch, nếu mà bạn đi du lịch đến một nơi nào đó đang có dịch cúm xảy ra thì bạn có thể bị lây nhiễm cúm. Và nguyên nhân chính của tình trạng đó là do virus cúm lây truyền trực tiếp, do các chất tiết ở đường hô hấp khi ho, hắt hơi, sổ mũi, nói chuyện, hay là lây truyền gián tiếp do chúng ta tiếp xúc với những vật dụng bị nhiễm virus cúm như là nắm cửa và tay cầm điện thoại. Dạ, và rõ ràng như vậy thì với một cái đặc tính là rất là dễ lây lan, đặc biệt là qua đường hô hấp, thì chúng ta cũng có thể hiểu là đối với những nơi càng đông người, càng chật chội và ít thông thoáng thì bệnh cúm càng có cơ hội lây lan cũng như là phát triển nhanh, đặc biệt là ở các môi trường như là trường học hay là các tòa nhà văn phòng, các khu công nghiệp, các xí nghiệp hay là các câu lạc bộ, thậm chí là các khu nhà ở tập thể nữa, phải không ạ? Và với đặc tính dễ lây lan như thế thì Kim Anh nghĩ là rất nhiều người cũng sẽ quan tâm đến vấn đề là đối với cúm thì chúng ta thấy là rất là dễ lây lan rồi, nhưng mà có một cái biện pháp nào đó để chúng ta có thể phòng ngừa được cúm hay không, đặc biệt là trong những cái môi trường tập thể đông người như thế ạ? Biện pháp phòng ngừa đối với bệnh cúm là, như chúng ta đã biết, là bệnh cúm do bốn yếu tố thuận lợi thường dẫn đến bệnh cúm dễ lây truyền, cho nên việc đầu tiên là chúng ta phải cắt các cái yếu tố thuận lợi đó, như là khí hậu ẩm và lạnh thì chúng ta phải giữ mình ấm lại, và nếu mà một nơi nào đó đang có dịch cúm xảy ra thì chúng ta hạn chế đến nơi đó, và về mặt quốc gia thì phải là giám sát và tham mưu kịp thời với Bộ Y tế và các cơ quan tổ chức y tế để có những hành động thích hợp. Về mặt cộng đồng là phải tuyên truyền, giáo dục, truyền thông mỗi khi có mùa cúm về. Và về mặt y tế là
Chủ ngừa cũng là biện pháp tích cực và hiệu quả nhất, đứng về góc độ cá nhân, đứng về góc độ doanh nghiệp và đứng về góc độ cộng đồng. Vừa rồi thì bác sĩ có đề cập đến vấn đề là bệnh cúm thì thường xuất hiện theo mùa, và rất nhiều người cũng thường có một suy nghĩ là cúm thì không phải là một bệnh mà có thể diễn ra quanh năm mà thường tập trung vào những cái mùa cao điểm, và không biết là suy nghĩ như thế thì có đúng hay không ạ? Bệnh cúm thì không chỉ xuất hiện theo mùa, bệnh cúm thường là xảy ra quanh năm, nhưng mà bệnh cúm thường gặp nhất là khoảng từ tháng 11 đến tháng 3, là từ mùa, thường là từ mùa đông đến mùa xuân. Như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu là đặc tính của cúm khi mà có cái tính dễ lây lan trong cộng đồng là như thế nào. Nhưng mà thưa bác sĩ, đối với cúm thì nhiều người vẫn thường bị mắc phải trong những cái mùa, đặc biệt là trong những mùa cao điểm như từ tháng 11 đến tháng 3 như là bác sĩ vừa trình bày. Nhưng mà có những cái dấu hiệu nào để giúp cho mọi người có thể nhận biết là mình hoặc là các đồng nghiệp nào đó của mình làm chung trong cơ quan, trong một cái môi trường tập thể là đang bị cảm cúm, để mình có thể có một cái biện pháp chủ động trong phòng ngừa hay không ạ? Bệnh cảm và bệnh cúm thì có nguyên nhân gây bệnh khác nhau. Cúm là do virus influenza A, B và đôi khi là C gây ra. Còn cảm thì thường do khoảng 200 loài siêu vi trùng khác mà thường gặp là rhinovirus. Thì để phân biệt bệnh cảm và bệnh cúm thì chúng ta cùng trả lời 7 câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất là thời gian biểu hiện mắc bệnh có nhanh hay không. Thứ hai là có sốt cao hay không. Thứ ba là có biểu hiện kiệt sức hay không. Thứ tư là có nhức đầu hay không. Thứ năm là có chán ăn hay không. Thứ sáu là có đau nhức cơ bắp hay không. Thứ bảy là có nóng lạnh hoặc những triệu chứng tại các cơ quan khác hay không. Khi chúng ta trả lời trên 1/2 các dấu hiệu trên là có, thì bạn phải nghĩ đến là mình đang mắc bệnh cúm chứ không phải là mắc bệnh cảm thông thường. Như vậy thì với câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Hoàng Tương Giao thì Kim Ánh nghĩ là thính giả của chương trình ngày hôm nay chúng ta đã có thể phân biệt được cảm và cúm khác nhau như thế nào, đặc biệt là qua 7 cái biểu hiện như bác sĩ vừa nói. Và quý thính giả chúng ta cũng lưu ý là nếu mà chúng ta có hơn 2/3 những cái biểu hiện như là bác sĩ vừa nói thì chúng ta phải nghĩ ngay đến là trường hợp là bị cúm, phải không ạ? Và những biểu hiện đó Kim Ánh cũng xin được nhắc lại, đó là thời gian biểu hiện mắc bệnh, rồi chúng ta có nhận thấy là chúng ta có bị sốt hay không, có những cái biểu hiện kiệt sức hay không, có nhức đầu hay không, có bị chán ăn, có bị đau nhức cơ bắp hay là bị nóng lạnh một số cơ quan nào khác hay không. Đây là 7 dấu hiệu mà bác sĩ đã trao đổi cùng với thính giả của chương trình, và rất mong là quý vị chúng ta cũng có sẽ lưu ý để có thể phân biệt được cúm và cảm khác nhau như thế nào. Thưa bác sĩ, Kim Ánh thấy là trong đa số các trường hợp thì những người bị cảm hay là bị cúm thì thường người ta chỉ tự điều trị, vì mọi người cứ nghĩ đơn giản là cảm cúm chỉ là một bệnh đơn giản thôi. Không biết là suy nghĩ như thế có đúng hay không, và thực chất thì cúm có mang đến cho người ta những cái biến chứng gì nguy hiểm cho sức khỏe hay không ạ? Kính thưa quý thính giả, đa số chúng ta bị cảm cúm thường là dạng nhẹ và cơ thể chúng ta có khả năng tự chống đỡ. Do đó người ta thường tự điều trị, nhưng mà điều này không đúng. Nếu bệnh cúm thật sự không điều trị đúng và không theo dõi tốt thì sẽ dẫn đến 3 nhóm biến chứng sau. Nhóm biến chứng thứ nhất là bội nhiễm vi khuẩn, như là viêm phổi do vi khuẩn, viêm hầu họng, rối loạn hô hấp và có thể gây ra suy hô hấp và thường nặng là ở trẻ em. Nhóm biến chứng thứ hai là bệnh cúm nếu mà xảy ra ở những người mắc bệnh mãn tính về hô hấp, về tim mạch, về rối loạn chuyển hóa như là bệnh tiểu đường thì làm cho tình trạng bệnh mãn tính sẵn có nặng hơn và trong y học gọi là mất bù trừ của bệnh mãn tính. Và nhóm biến chứng thứ ba thường gặp ở phụ nữ mang thai. Khi một phụ nữ mang thai bị cúm thì dễ dẫn đến những biến chứng cho thai nhi, và đặc biệt nếu phụ nữ mang thai mà bị cúm trong 3 tháng cuối của thai kỳ thì có thể dễ bị sanh non. Vừa rồi thì bác sĩ Hoàng Tương Giao cũng đã trao đổi với thính giả để chúng ta có thể hiểu những cái biến chứng nguy hiểm từ bệnh này là như thế nào, và đặc biệt là đối với đặc tính dễ lây lan trong cộng đồng như là ở phần đầu của chương trình bác sĩ đã trao đổi, thì một vấn đề mà Kim Ánh cũng quan tâm và chắc chắn nhiều đơn vị, nhiều cơ quan xí nghiệp cũng sẽ quan tâm là nếu mà chúng ta nhìn ở góc độ của một doanh nghiệp thì bệnh cảm cúm từ một nhân viên có thể mang đến những kết quả như thế nào, đặc biệt là khi mà cúm và cảm được xem là một bệnh có tính lây lan trong cộng đồng rất cao. Kính thưa quý thính giả, nếu một doanh nghiệp có một nhân viên bị bệnh cúm thì đầu tiên nhân viên đó sẽ lây lan cho đồng nghiệp.
khi đó sẽ ảnh hưởng đến chi phí y tế như là chi phí điều trị và chi phí kiểm soát dịch bệnh, và chi phí khi nghỉ làm việc như là chi phí do mất ngày công lao động, giảm năng suất lao động và chi phí thay thế cho người bị ốm, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến là giảm kết quả kinh doanh của công ty và gia tăng gánh nặng về chi phí. Và khi một nhân viên bị cúm thì họ có thể lây cúm sang cho khách hàng, thì điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, và người này sẽ làm tiếp tục lây lan cho người khác. Và khi một nhân viên bị cúm thì họ có thể mang bệnh cúm về lây cho gia đình. Nếu họ lây cho gia đình, ở gia đình có trẻ em, người già, người có bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, thì sẽ làm gia tăng nguy cơ nhập viện và tử vong do bệnh cúm. Và hiện nay thì chúng ta cũng đã có rất nhiều loại vaccine để cho mọi người có thể chủ động trong quá trình phòng bệnh cho mình. Và đối với bệnh cúm cũng như vậy, và bác sĩ có thể nói rõ hơn là đối với bệnh cúm có những cái biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là tính lây lan trong cộng đồng rất cao, thì mọi người chúng ta có thể chủ động như thế nào trong việc phòng bệnh cho mình khi mà ở trong một cái môi trường làm việc đông người, một môi trường tập thể ạ? Để chủ động phòng bệnh cúm cho mình trong một môi trường làm việc tập thể như vậy thì tốt nhất là chúng hàng năm chúng ta nên đi chích ngừa vaccine cúm. Dạ, Kim Anh thấy là đối với vaccine thường á, thì nó sẽ có một cái hiệu lực tương đối lâu dài, chẳng hạn như là vaccine viêm gan B chẳng hạn thì trung bình là 5 năm, hay là vaccine thủy đậu thì chỉ cần tiêm một trong hai mũi trong suốt cuộc đời hay thôi. Còn đối với bệnh cảm cúm thì chúng ta có một loại vaccine, mà vaccine này thì thường là chúng ta phải thay đổi hàng năm. Điều này thì sẽ được nhìn nhận và được giải thích như thế nào ạ? Kính thưa quý thính giả, để phòng ngừa cúm thì chúng ta cần tiêm vaccine mỗi năm một lần. Đó là do virus cúm phát triển liên tục. Nói hôm nay cho đơn giản dễ hiểu là con virus cúm rất thông minh, và mỗi năm thì virus biến đổi cấu trúc trong chu trình phát triển của nó. Ví như cũng một con người đó nhưng họ thay đổi thời trang khác nhau theo thời gian. Bạn tưởng tượng là con virus cúm thay cái áo ngoài của nó đang mặc, và mình dùng cái áo năm vừa rồi nó sử dụng thì sẽ không có hiệu quả cho năm nay, và do đó hàng năm thì phải chích ngừa lại, bởi vì người ta suy đoán là cái áo năm sau nó mặc sẽ như thế nào. Và câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Hoàng Tương Giao cũng khá rõ ràng, phải không ạ? Và chúng ta đã có thể hiểu về vaccine phòng ngừa cúm như thế nào và hiệu quả của loại vaccine này ra sao, và đặc biệt là cái đối tượng cũng như là cái thời gian mang lại cái tính hiệu quả cao của vaccine là như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho nhà tài trợ văn phòng đại diện Sanofi Pasteur với sản phẩm Vasirip có chức năng phòng ngừa bệnh cúm mùa năm 2010, đặc biệt là giúp phòng ngừa chủng cúm đại dịch AH1N1 năm 2009. Cúm là bệnh xuất hiện quanh năm ở nước ta. Trẻ em là đối tượng rất dễ bị lây nhiễm. Tỷ lệ nhiễm ở trẻ em là 15-42% ở lứa tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo và đầu cấp 1. Đồng thời trẻ em cũng là đối tượng lây truyền bệnh cúm trong gia đình và cộng đồng với tỷ lệ 30%. Virus cúm gây ra các biến chứng như là viêm tiểu phế quản, viêm khí phế quản, làm nặng thêm tình trạng bệnh hen có sẵn, và viêm tai giữa, rối loạn tiêu hóa, co giật do sốt hoặc là viêm não, đặc biệt là làm gia tăng thêm việc sử dụng kháng sinh đến 30% cho trẻ trong suốt mùa cúm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc tiêm phòng vaccine đã được chứng minh làm giảm 60% bệnh tật liên quan đến cúm, giảm tử vong do cúm đến 70-80%. Ngay cả ở người khỏe mạnh, việc tiêm ngừa cúm cũng giúp giảm 70-90% nguy cơ mắc bệnh cúm. Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên có thể tiêm ngừa được vaccine cúm để bảo vệ mình và cộng đồng. Hiện nay đã có vaccine ngừa cúm mùa 2010 tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong toàn quốc. Đặc biệt, tiêm vaccine cúm mùa năm nay giúp phòng ngừa chủng cúm đại dịch AH1N1 năm 2009. Vừa rồi là thông điệp của nhà tài trợ văn phòng đại diện Sanofi Pasteur với sản phẩm Vasirip. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho thính giả của chương trình với số điện thoại 3822-3285. Và bây giờ thì xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Alo. Hello, em xin chào chị Kim Ánh ạ. Dạ, xin chào chị. Dạ, chào chị. Dạ, chị có thể nêu vấn đề mình đang quan tâm đi ạ. Dạ, em có em bé 15 tháng á, mà em muốn hỏi là muốn chích vaccine ngừa cúm cho em bé với lại muốn chích thủy đậu một lượt được không ạ? Dạ, bây giờ thì mời chị nghe phần tư vấn của bác sĩ ha. Dạ, em bé của chị mới 15 tháng thì chị cũng có thể chích ngừa vaccine thủy đậu.
và vaccine cúm cho em bé, nhưng mà chị nên cho em bé chích là cách nhau một tháng, chứ chị để cho có, em bé có miễn dịch về đối với vaccine này tốt hơn chị. Dạ. Yeah. Vậy cho em hỏi, chích vaccine cúm và vaccine thủy đậu nó có sót không ạ? À? Dạ, yeah, về vaccine thì hầu như là khi mà em bé chích về thì một số em bé có thể sốt, nhưng tuy nhiên sốt nhẹ và thường tự hết sau vài ngày chị. Mà như em con em 15 tháng em muốn ví dụ mình muốn là mình muốn ví dụ mình muốn là cúm trước, sợ là ví dụ muốn em sợ em bé bị bệnh lắm, mình muốn ngừa là mình làm sao mình để ngăn ngừa trước à? Là thì em bé của chị mới 15 tháng thì khi mà em bé khỏe mạnh, không có bị sốt, không có bị tiêu chảy thì chị có thể mang em bé đến các trung tâm chích ngừa và để tiêm phòng cho em bé. Yeah. Nhưng mà ví dụ như mình chưa chích ngừa được cái vậy, như vì em bé mới chích vaccine viêm màng não huyết á, mình phải chờ một tháng sau mình mới chích. Trong thời gian này mình muốn phòng ngừa thì mình phải làm cái nào ạ? Dạ, thì trong thời gian này nếu mà trong nhà có người mắc bệnh cúm thì mình phải mang khẩu trang khi mà chăm sóc em bé, và khi mà bế em bé thì trước khi bế thì mình phải thường xuyên rửa tay, và khi ho hắt hơi thì mình nên che miệng lại và mang khẩu trang để tránh lây cho em bé. Dạ, rất cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ Hoàng Tương Giao dành cho vị thính giả đầu tiên của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp vị thính giả tiếp theo. Alo. Alo. Dạ, xin chào chị ạ. Dạ, chào chị Kim Ánh. Chào bác sĩ Hoàng Tương Giao. Dạ, chào chị. Bác sĩ ơi, cho em hỏi như thế này là em đang cho con bú đó. Dạ. Mà con em là được hơn 13 tháng. Dạ. Thì nếu mà em đi chích cúm thì có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ? Dạ, con chị đang cho con bú mà con chị được 13 tháng thì chị dạ. Vẫn đi chích cúm được bình thường. Dạ, tức là nó qua đường sữa mẹ nó không ảnh hưởng đến bé không bác? Dạ, dạ. Tại còn một câu hỏi cuối là đứa đầu nhà em á, thì hồi đứa bé trai đứa đầu nhà em á, thì hồi lúc 1 tuổi em đã cho nó chích cái vaccine thủy đậu á. Dạ. Cái vaccine đó là Varirix. Dạ. Thì bây giờ nó được 4 tuổi rồi đó bác sĩ Gia. Dạ. Thì bây giờ có cho nó chích nhắc lại không ạ? Có cần phải cho chích nhắc lại cái mũi thủy đậu không ạ? Dạ. Thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine, dạ. Thì đối với em bé chị 1 tuổi đã chích vaccine thủy đậu trên tên là Varirix. Dạ, thì bây giờ 4 tuổi chị có thể cho em bé chích nhắc lại lần 2 để tăng thêm cái miễn dịch của cơ thể chị. Dạ, nhắc lại lần 2. Dạ. Dạ vâng, dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn vị thính giả vừa tham gia cùng với chương trình. Và Kim Ánh cũng xin được nhắc cùng với quý thính giả là đối với chủ đề có liên quan đến bệnh thủy đậu, bệnh phòng bệnh 6 trong 1 cho trẻ em và một số bệnh khác ở trẻ em thì quý thính giả cũng có thể nghe lại để có thể hiểu hơn về việc chích ngừa cho trẻ như thế nào cũng như là cơ chế lây bệnh của các bệnh này ra sao tại chương trình Phòng bệnh hôm nay vì sức khỏe ngày mai, được phát từ 9:30 cho đến 10 giờ ngày thứ năm hàng tuần. Ngoài ra thì những chuyên đề này cũng sẽ được tải trên trang web của đài voh.com.vn. Quý thính giả vào một tư vấn sức khỏe và sau đó thì đến với chương trình Phòng bệnh hôm nay vì sức khỏe ngày mai. Trong các chương trình này sẽ có đầy đủ các chương trình mà quý thính giả vừa quan tâm như là bệnh thủy đậu, một số bệnh về phòng bệnh cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi, và rất mong là quý vị cũng sẽ theo dõi các chương trình này để có thể hiểu rõ hơn những vấn đề mà mình đang quan tâm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục dành thời gian cho thính giả của chương trình. Alo. Dạ, em chào chị ạ. Dạ, xin chào chị ạ. Chị cho em hỏi là con em. Dạ, chị nói với bác sĩ đang nghe. Là nó có chích sởi rubella đó. Dạ. Bây giờ là em có thể chích cúm được chưa, hay là đợi khoảng bao lâu nữa mà chích cúm nó có bị sốt không chị? Dạ. Dạ. Còn, dạ. Nếu mà chích cúm xong rồi á thì bao lâu mới chích lại lần nữa? Dạ, chào chị. Con của chị vừa mới chích vaccine sởi quay bị rubella, thì chị đợi em bé khoảng 1 tháng và sau đó chị mang em bé đi chích ngừa vaccine cúm. Và cho hỏi con của chị bây giờ được mấy tuổi rồi chị ha? Dạ, 25 tháng. Dạ, đối với em bé 25 tháng, tức là dưới 3 tuổi, thì năm đầu tiên là mình chích cúm cho em bé 2 lần. Cách nhau 1 tháng, và sau đó thì mỗi năm sau là chị cần chích 1 lần thôi chị. Dạ, chị còn muốn trao đổi gì thêm với bác sĩ của chương trình không ạ? Dạ, nó xét là khoảng bao nhiêu tiền một buổi chị? Dạ, khoảng, đối với em bé thì khoảng 160.000 một lần chị. Và khi chích về thì em bé có thể có sốt nhẹ, nhưng mà thường sẽ tự khỏi sau vài ngày chị. Dạ,
Dạ, rất cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ. Và với thời gian còn lại thì chúng ta sẽ gặp vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Alo. 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 Dạ, xin chào chị ạ. À, dạ, em chào chị. Dạ, chị có thể nêu vấn đề mình đang quan tâm. Dạ, em cho em hỏi, em bé của em thường xuyên là bệnh cảm. Dạ. Mà bé thường lúc 1 tháng tuổi là bé bệnh có nhập viện. Nhưng mà em thường là bé hay cảm, tới bây giờ bé là 4 tuổi rồi. 3 tuổi rồi chị. Nhưng dạ. mà bé thường hay cảm, mà em cho bé uống thuốc như vậy hoài. Ví dụ như 1 tháng hay là 2 tháng, hoặc là bé thường xuyên là uống bệnh cả, uống thuốc cảm, uống vậy hoài có ảnh hưởng gì sức khỏe của bé không chị? Dạ. Sau đây thì mời chị nghe phần tư vấn của bác sĩ. Dạ. Dạ, xin chào chị. Dạ, em chào bác sĩ. Dạ. Con của chị là 1 tháng tuổi đã nhập viện, và từ đó đến bây giờ thì em thường bé xuyên. Thường xuyên là hay uống thuốc cảm, tại vì em bé dễ bị cảm. Yeah. Thì điều trước tiên là chị nên giữ ấm cho em bé khi mà thời tiết, chẳng hạn như là thời tiết thay đổi, thời tiết lạnh hay là mùa mưa đến gì á, thì chị cần giữ ấm cho em bé. Và chị nên mang em bé đi tiêm ngừa cúm, tại vì nếu mà chị cứ để em bé uống thuốc hoài thì có thể là khi mà bị bội nhiễm thì mình phải là cho em bé uống thuốc kháng sinh. Thì khi uống thuốc kháng sinh hoài thì có thể dẫn đến loạn khuẩn đường ruột và em bé dễ bị tiêu chảy. Dạ, như vậy thì với câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Hoàng Tương Giao thì chắc vị khán giả vừa rồi của chúng ta cũng đã có thể hiểu hơn, cũng như là có thể yên tâm hơn với câu trả lời vừa rồi. Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Và rất mong là quý vị cũng sẽ vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Đặc biệt trong chương trình tuần sau thì chúng tôi sẽ đề cập đến chủ đề bệnh rung ở người già. Đây là một bệnh lý rất thường gặp đối với người cao tuổi. Và trong gia đình khi mà có trường hợp mà một người già có những bệnh lý như thế thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cuộc sống và nên có những cái biện pháp xử lý như thế nào, thì mời quý khán giả tiếp tục theo dõi tiết mục Sức khỏe và cuộc sống vào ngày Chủ nhật tuần sau, ngày 31 tháng 10, từ 12 giờ cho đến 12 giờ 30 trên làn sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và rất cảm ơn bác sĩ Hoàng Tương Giao, phòng khám chẩn đoán viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đã đến trực tiếp tại phòng thu cũng như là tham gia để tư vấn cho khán giả của chương trình ạ. Dạ. Xin cảm ơn chị Kim Ánh. Dạ. Dạ, xin cảm ơn quý khán giả của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Các anh chị cùng thực hiện chương trình này. Dạ, dạ, rất mong là sẽ được gặp lại bác sĩ trong các chương trình lần sau. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn nhà tài trợ văn phòng đại diện Sanofi Pasteur với sản phẩm Vasiris có chức năng phòng ngừa bệnh cúm mùa năm 2010, đặc biệt là giúp phòng ngừa chủng cúm đại dịch A H1N1 năm 2009, đã tham gia đồng hành cùng chương trình. Cúm là bệnh xuất hiện quanh năm ở nước ta. Trẻ em là đối tượng rất dễ bị lây nhiễm. Tỷ lệ nhiễm ở trẻ em là 15-42% ở lứa tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo và đầu cấp 1. Đồng thời trẻ em cũng là đối tượng lây truyền bệnh cúm trong gia đình và cộng đồng với tỷ lệ 30%. Virus cúm gây ra các biến chứng như là viêm tiểu phế quản, viêm khí phế quản, làm nặng thêm tình trạng bệnh hen có sẵn, và viêm tai giữa, rối loạn tiêu hóa, co giật do sốt hoặc là viêm não. Đặc biệt là làm gia tăng thêm việc sử dụng kháng sinh đến 30% cho trẻ trong suốt mùa cúm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc tiêm phòng vaccine đã được chứng minh làm giảm 60% bệnh tật liên quan đến cúm, giảm tử vong do cúm đến 70-80%. Ngay cả ở người khỏe mạnh, việc tiêm ngừa cúm cũng giúp giảm 70-90% nguy cơ mắc bệnh cúm. Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên có thể tiêm ngừa được vaccine cúm để bảo vệ mình và cộng đồng. Hiện nay đã có vaccine ngừa cúm mùa 2010 tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong toàn quốc. Đặc biệt tiêm